chừng 5 5 phút à. Để rồi mình nói chuyện. Canh khuya gà gáy o o, là thời khởi điểm con đò sang sông. Đò kia là giống tiên rồng, chờ khi đỏ lửa đón ông mua về. Mua đâu mà đón ta. Giờ đây mới biết, giờ đây mới hết mát lê, chờ khi đỏ lửa đón ông mua về. Giờ đây mới hết mát lê, trời nam bừng sáng phu thê rõ ràng. Chim hiền mặc sức dọc ngang, trời nam lộng gió phù tan khắp cùng. Chim hiền nặng nợ kiếm cung, cùng nhau dựng nước đứng chung một nhà. Bên cạnh là chú cờ hoa, là có Mỹ kế bên á, cùng là chú chệt lân la bên mình. Sau này nước Việt phát triển cũng là nước Mỹ với nước Tàu cũng chú chạch có thể Đài Loan. Mừng cho dẫn nước hồi sinh, dân Nam an hưởng thanh bình nơi nơi. Rồi, khá là này. Chim hiền gán đợi chim ơi, hỡi người chiến sĩ đừng lê chí tài. Thời cơ chỉ một không hai, tu tâm luyện trí ngày mai tu hoành. Chim hiền tung cánh trời xanh, gặp thời gặp vận năm canh con gà. Đường dài nhưng chẳng bao xa, thánh hiền chuyển hóa mới là hiển linh. Chờ xem lưới bùa cá kình, thuyền nam đến bến bình minh ký thời. Chim hiền dựng chí chim ơi, thu tàn đông đến cơ trời mới hay. Mấy cái năm con gà ăn cọp vậy đó, mấy vị đừng có dính cho phải đó. Tại cơ vận đó, ở trên cha không có muốn mình chết nhiều, cho nên bị trễ lại. Cho nên những cái năm mà như trong tiên tri nói con này con kia rồi đó, bắt đầu rồi. Nhưng mà mấy bài này của ở trên mấy chị gì cho trong đọc clip sắp xong. Ngày mai tươi sáng chẳng còn xa, bị thái xưa nay có lắm mà. Tươi sáng huy hoàng rồi sẽ hết, mịt mù u ám cũng dần qua. Bền lòng có lúc đền ơn nước, kiên trí nghe ghe phen trả nợ nhà. Kiên trí ghe phen trả nợ nhà. Thử thách gian lao nào xá kể, đường về quê cũ rợp cờ hoa. Cờ hoa rợp bóng giữa mùa xuân, cơ hội ngàn năm có một lần. Lớp lớp reo hò mừng tướng sĩ, hàng hàng ca hát đón quan quân. Ơn nhà đền trả sao e ngại, nợ nước đắp xây há ngập ngừng. Tiến bước bước theo đường đã dạch, thăng trầm dinh nhục lẽ canh phân. Ngắm rồng ba lượng khắc trên mây, ngang dọc thấp cao giữa chốn này. Sớm tối sẽ mưa qua đất Bắc, mây chiều kể gió đến trời Tây. Ngựa dơi lầm lộng chiều xuống đổ, đuôi rắn thập thò nắm tuột tay. Ai biết đàn ông khi vỡ tổ, tranh nhau hút mật sẽ tan bầy. Mấy cái này có những câu có rất là ý nghĩa, thì không có tiện dịch ở đây, dịch mất công mới hiểu lầm mình. Thì chỉ đọc những người bậc mấy vị ghi xuống và nghiên cứu tự dịch ra nha. Nghe điều chọc ruột nghe như điếc, thấy việc căm gan thấy giả lòa. Tìm đến bình minh đang rạng rỡ, dĩ dùng ngang dọc thỏa lòng ta. Một thoáng chạnh lòng nhớ có hương, tiếng nguyên rộn rã khóc đêm trường. Cỏ cây sơ xác thêm đau xót, cảnh vật tiêu điều lắm tiếc thương. Hào kiệt gian lao nêu khí phách, anh hùng nguy biến tỏ can trường. Mây mù tan biến trời quang đảng, nồi giống quật cường rõ bốn phương. Thời đã đến, thời đã sắp đến nơi rồi. Nội tình đen tối, tù trong ra ngoài.
thời nay là thời đã đến, thời đã sắp đến nơi rồi, là bây giờ á. Nội tình đen tối tù trong ra ngoài, không sao ngăn nổi phong ba, thăng long đỏ rực, quân binh kéo vào, hai tên phản quốc mang đồng, nhân dân xử tội, hết lòi dông nô. Từ đây đất nước thanh bình, con dân nước Việt trở về quê hương. Con dân đất Việt trở về quê hương. Phen này lục quốc phân thay, đó là nước Tàu á, lục quốc phân thay, cho làm cho chịu, thầy thì chạy dông. Cho làm cho chịu, thầy thì chạy dông. Chắc lúc đó miền là mấy cái nước mà nghe lời Trung Cộng nó chạy mất tiêu, mình qua mình lấy. Mênh mông một dải non sông, năm châu đất Phật cửa rồng Tây Côn, sân trung vốn hiệu Tràng Tôn, hải quan là cửa nhập môn khó gì, kìa ai dội bước ra đi, quê hương một cõi nhớ ghi trong lòng. A Di Đà Phật. Xong mấy bài thơ.